Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giải Mã. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải mã một nhân vật nào, hay là giải mã người kế bên tôi, đó là Lưu Hòa Trinh. Tôi cũng đã từng giải mã cô này rồi, nhưng hôm nay không giải mã cô ấy nữa. Chúng tôi sẽ giải mã một cặp đôi khác. Dạ, ngày hôm nay chúng ta cần giải mã một gia đình quá dễ thương. Hãy cùng gặp gỡ gia đình đa sắc CJ và Thu Phương. Tại sao phải giải mã cặp đôi này? Bởi vì rất là thú vị luôn. Anh nói thật sự nha, anh rất là thú vị với cặp đôi này. Đặc biệt là anh chàng rất là vui vẻ, hài hước. Anh có 800 trai trên kinh của anh. 800 ngàn đó anh. 800 ngàn. 800 ngàn khác 800 dữ lắm đó. 800 ngàn. CJ sinh năm 1989 tại Nigeria. Anh được đông đảo cộng đồng mạng biết đến với khả năng nói tiếng Việt không kém người bản địa và những clip chia sẻ góc nhìn hài hước về cuộc sống tại Việt Nam. Tháng 7 năm 2017, kênh YouTube của CJ ra đời. Đến nay đã thu hút hơn 800.000 lượt đăng ký. Năm 2012, với một lý do tình cờ, CJ đã đến Việt Nam, tình cờ học tiếng Việt và trở thành chàng rể của một gia đình Việt. CJ đã đi qua nhiều vùng miền văn hóa như châu Mỹ, châu Âu trước khi đến với Việt Nam. Trong con người Anh có sự phóng khoáng của người Mỹ, sự tinh tế của người châu Âu, một chút hài hước của người châu Phi và một chút để ý của người Việt Nam. Giải mã CJ và tự xung đột văn hóa làm nên sự khác biệt. CJ, bây giờ thì CJ có thể chào khán giả truyền hình bằng một câu của người Nigeria. À vâng. Thứ nhất là mình sẽ chào bằng tiếng Việt trước. Xin chào các quý vị và khán giả của chương trình Giám Mã Kỳ Tài. Mình rất là vui được ngồi đây với cô vợ dễ thương của mình. Và hôm nay mình sẽ chào khán giả một chút bằng tiếng của Nigeria. Ba wo ni, se wa pa, si da da le wa. Inu mi rất là đủ. Cái mùa mới bài. Chào wo ni, chào wo ni, si wa pa. Giống tiếng Hồng Kông quá vậy. Lạp. Đấy là tiếng Hồng Kông rồi, là tiếng Trung Quốc không. Tiếng của mình là Yoruba. Yoruba. Mình đang học đấy à, CJ à? Okay. Yoruba ở Nigeria có gần 700 thứ tiếng. Thế sao? Có 3 thứ tiếng là phổ biến nhất, lớn nhất là Hausa, Igbo và Yoruba. Nhưng mà tất mọi người đều nói được tiếng Anh. Tức là tiếng Anh là gọi là official language là gì nhỉ? Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái vùng nhỏ hơn nữa. Yeah. Họ sống giống như là một bộ lạc đúng không? Đúng rồi. Bộ lạc có vua của mỗi bộ lạc đó. Thì một văn hóa rất là đa sắc màu đó. Họ rất là nổi tiếng về những cái màu sắc và những cái giai điệu âm nhạc rất là tuyệt vời. Và bây giờ Thu Phương sẽ chào bằng một ngôn ngữ của nơi em sinh ra và lớn lên. Chào chào các cô các chú ạ. Em với ông xã sống tại thành phố Hồ Chí Minh hay là sống ở Hà Nội? Em và ông xã sống tại Hà Nội trong một căn nhà nho nhỏ. Đêm và có bé Leo đó. Ali nữa. Dạ. Yeah. Clip mà gần đây nhất em xem là clip CJ hứa dẫn Leo là đi bơi. Xong cái ảnh mới cho các bạn mình là CJ bây giờ mình dẫn con đi bơi nha. Cái xong ảnh quay vô trong cận cái mặt Leo là giống như kiểu là gì nó vậy? Mà cứ 2 phút cổ không có cười, nhưng mà anh này rất cố gắng, rất kiên nhẫn nha anh. Anh nói ôi công chúa của bố thật là xinh, thật là đẹp. Điều là vẫn như kiểu là cái gì vậy, nhưng mà anh rất kiên nhẫn tiếp tục vẫn ôi cái xong rồi quay cái này quay cái kia quay xuống bắt đầu cổ mới mắc cười rồi cổ cười. Và mình phát hiện là cái điểm hay của anh này là không bao giờ bỏ cuộc. Anh lần đầu tiên gặp CJ anh cũng sẽ nói đến anh chàng này, một anh chàng rất là kiên nhẫn, bởi vì không kiên nhẫn thì sẽ không cua được một cô gái rất là xinh đẹp. Đến ngày hôm nay mình cũng luôn hỏi bản thân mình tại sao mình lại được một cô gái đẹp như này. Nhiều khi mình cũng nghĩ mình là gì nếu mà cua được gái đẹp như này ta. Đúng. Thật đấy, phải có sự kiên nhẫn và một sự độc đáo nào đó. Dạ. Với CJ á, là nghĩ rằng là phải có cái gì nó độc lạ thì mới có 800.000 subscribe. Một anh chàng mới lúc đầu nhìn thì chỉ thấy một cái nét hài hước, một sự duyên dáng thôi. Nhưng mà thật sự anh đánh giá đây một anh chàng có rất nhiều cái nội lực, ha, rất nhiều cái đặc biệt. Thì lý do tại sao bạn tới Việt Nam? Được đấy là em đang học đại học bên Anh thì em sang Việt Nam thực tập năm cuối. Em học về gì? Em học ngành lập trình. Và em sang đây thực tập. Em học năm cuối hết 10 tháng, xong là em thực tập thêm 3 tháng. Xong lúc em đang thực tập thì công ty đó quyết định giữ em lại. Em làm việc ở đấy một thời gian, xong em lại chuyển sang làm tuyển sinh quốc tế.
Sau là trong thời gian đó thì em lại nhận thêm một vài việc nữa thì... Và bắt đầu từ đó bạn bắt đầu thâm nhập vào văn hóa Việt Nam. Đúng rồi. Thích nhất điều gì ở Việt Nam, về văn hóa Việt Nam? Em thích gần như là tất cả mọi thứ. Có một thời gian mà em đi về bên Mỹ, đang chuẩn bị sang Việt Nam, thì cái tâm trạng của em là thôi, đi về thôi, xong lên máy bay gần tới Việt Nam, xong mình mới nhận ra là thực sự là mình cảm thấy là Việt Nam là ngôi nhà của mình. Không phải không, đúng rồi. Đi về nhà. Đúng rồi. Trinh cũng thấy là ở CJ quả thật là có cả ba cái yếu tố của ba nơi mà bạn đã đi qua luôn á. Có cái sự mở nè, nhiệt huyết tưng bừng lễ hội của Nigeria, đúng không? Đúng rồi. Vui vẻ, don't care, vui là được, đúng không? Nhưng mà cũng có một cái sự lịch sự, lịch thiệp, tinh tế của bên châu Âu. Và tất nhiên là cái chất Việt rất là rõ ràng, cặc khịa một chút xíu nè. Muốn thích thì mình nói đùa được nè, nhưng mình nghiêm túc được. Có chút lầy lầy của đường phố. Lầy lầy, vui vui, mà rất là nhiệt tình. Mà thấy cái văn hóa của Nigeria nó có giống giống hay là khác gì so với văn hóa Việt Nam không? Nó có nhiều cái nó rất là khác. Tự nhiên là âm nhạc này, cách chào hỏi này, cái cách nói chuyện với nhau thì nó rất là khác. Có một sự khác biệt rất là quan trọng mà em rất là muốn chia sẻ với khán giả hôm nay, là sự khác biệt giữa cách chào bố mẹ của Việt Nam và cách chào bố mẹ của Nigeria. Đến cả vợ mình chưa biết. Đấy sẽ là lần đầu tiên mà mình sẽ làm. Thì nếu là con trai, ví dụ anh Linh là bố, thì nếu mà vừa vào nhà muốn chào bố thì mình sẽ phải quỳ hàng xuống như thế này. Nigeria. Đấy, đây là con chào bố, bao giờ bố trả lời mới được đứng lên. Bố chưa trả lời, bố chưa trả lời. Bố chưa trả lời thì sao là mình nằm hoài luôn hả? Bố chưa trả lời này. Về làm với bố nhá. Nằm luôn đi. Nằm đi. Còn nếu là con gái thì con gái sẽ phải quỳ hay đầu gối xuống. Đấy, và quỳ xuống và đứng lên. Ôi. Cách chào của con gái. Cách chào cung kính. Đúng rồi. Dạ. Còn người Việt Nam thì dạ con chào bố. Con chào bố đó. Dạ. Bố chào con. Nhưng mà nhiều khi thoải mái là bố về rồi đây à. Tức là người Việt Nam cũng rất thân thiện, rất thoải mái. Tuy nhiên là cái đời sống hàng ngày mình cảm thấy là nó rất là giống nhau. Lúc mà sang Việt Nam á, nhiều khi mình nói chuyện với vợ mình bảo thì là chồng cảm giác như là kiểu chồng rất là hợp sống ở Việt Nam. Cái cách mà một người sống ấy, nó có một cái gì đó rất là giống của Nigeria. Mình cũng chưa biết được nó là cái gì. Mình chỉ biết là nó như một cái ngôi nhà của mình mà mình cảm thấy rất là thoải mái như một cái ngôi nhà của mình thôi. CJ là người da đen đầu tiên mà Phương gặp ở Việt Nam. Và trước khi gặp CJ thì Phương còn nghĩ ở Việt Nam không có người da đen nào. Đến khi gặp xong thì mình cảm thấy quá là bình thường. Mình không bị hấp dẫn bởi vì anh này là người da đen hay anh này có một cái tố chất gì đó đến từ châu lục khác. Mà mình chỉ đơn giản cảm thấy nó tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó bị xóa nhòa hết. Mà nó là hai tâm hồn nó rất là đồng điệu. Vấn đề về con người với con người chứ không đúng phải rồi, là đúng. Bạn từ đâu, bạn như thế tất nào, cả những cái danh giới là bị xóa nhòa hết. Nhưng mà quen phụ nữ Việt Nam là phải tặng hoa liên tục đó. Nói dài đó. Em ở Việt Nam gần 8 năm rồi thì em đã phải làm quen với điều này. Nigeria có ngày 8 tháng 3, có ngày 14 tháng 2. Thực ra là mấy cái ngày của phụ nữ thì của Nigeria em cũng có biết. Em chỉ biết của ngày của mẹ thôi, em không nhớ là ngày gì mà. Bên có tặng hoa có không? Bên Nigeria thì một con trai tặng mẹ hoa có, nhưng mà nó hiếm lắm. Hiếm. Mà nếu mà một người đàn ông tặng người phụ nữ hoa thì khả năng là phụ nữ đấy sẽ lấy cái hoa đập vào mặt luôn. Ôi trời ơi. Là chắc chắn. Ủa là sao vậy? Nó có thể dùng hoa để làm cái gì? Hoa nó để vài hôm nó chết luôn. Tức là muốn tặng cái khác đúng không? Muốn tặng cái khác thì nó có giá trị. Nó phải có gì đó là thực tế. Anh muốn tặng em gì, anh mua sẽ cho em. Hay là anh mua cái gì để em có thể dùng, nó có giá trị. Chứ không phải cái gì mà em chỉ ngắm. Xong vứt. Đấy không phải là bởi vì đàn ông Nigeria không thích tặng hoa, mà là bởi vì phụ nữ không có cái sự kết nối với hoa. Mình tặng một cái quà nào đó, ví dụ điện thoại đi kèm hoa thì ok, nhưng mà hoa không là không ok. Không có ok thì nào. Hoặc là điện thoại không thì ok. Điện thoại không thì tuyệt vời. Thế là năm nào đến sinh nhật của Phương, gặp một cái gì ở của Phương, hoặc là một ngày nào đó mình chỉ ra ngoài mình thấy hoa này đẹp, mình mua về cho Phương. Nhưng mà đợt vừa rồi sinh nhật của Phương thì mình không tặng hoa. Mình không lấy hoa để tặng, mà là mình làm một cái gì đó nó hoành tráng một chút. Vứt hết cánh hoa, vứt hết ra giường. Và lấy hết cánh hoa mà mình vứt hết cánh giường và viết chữ I love you. Yeah. Đó, và mình làm một cách chứ không phải
đưa tặng thai là làm một kiểu khác. Anh biết không, ở trong mấy cái tấm hình chụp ở Nigeria thì hình như là đồ màu hồng, màu xanh, màu tím, màu vàng là cái gu của CJ đúng không? CJ không có gu gì nó đặc biệt cả. Tuy nhiên là bên Nigeria thì mình rất là thích sắc màu. Đàn ông thì màu gì cũng mặc được, kể cả màu tím, màu hồng, màu gì cũng mặc được. Đúng rồi. Chứ ai đây Việt Nam mặc màu hường cứ nói người ta bóng. Anh này, tự nhiên nói người ta bóng. Người ta công chúa, người ta công chúa. Tự nhiên nói người ta bóng. Bên Nigeria là mặc màu hồng, màu hường đó, hay màu tím, màu cam. Vâng. Thích mặc đúng không? Ai cũng thích sắc màu, ai cũng thích cái gì mà nó long lanh, nó đẹp như vợ mình. À, hay nhỉ. Yeah. Sao qua Việt Nam không mặc màu tím, màu hồng cánh sen, màu cam này kia? Ở Nigeria thì mặc áo màu gì thì không bao giờ có cái bình luận là màu này không hợp với da của anh. Nhưng mà sang Việt Nam, em ơi, mình đi làm, mình mặc áo màu đen, người ta cũng nói chưa lần sau đừng mặc cái này, trông sợ quá. Ừ, không hợp với màu da của bạn đâu. Hay là mình mặc áo màu sao? Tím. Chị ơi, sao lại mặc cái áo kiểu này, trông nó sắc màu quá à? Hay là mình mặc áo gì màu đỏ. Chị đã đen rồi lại còn mặc áo màu đỏ, trông nó nóng vãi chưởng. Thì bây giờ như nào? Kể cả mặc đồ màu trắng cũng bị kêu là anh mặc như thế làm cho da anh đen đi. Nhiều khi mình muốn mặc cái gì mình cũng khó chịu đâu. Người ta nói riết mình cũng nhức đầu. Thậm chí nhiều lúc mình muốn không mặc gì đi cho khỏe luôn. Đó, bây giờ mình thấy là những cái chuyện dở khóc dở cười nè. Trinh cũng tò mò mấy cái cuộc sống, những cái lát cắt cuộc sống của một người da đen ở Việt Nam sẽ như thế nào. Thì ví dụ như cái ngày mà đầu tiên mà Phương đưa CJ về gặp bố vợ đi, thì mọi chuyện như thế nào? Mình không thể nói là Phương đưa mình về nhà gặp bố vợ mà mình đến gặp bố vợ. À, chú đã thế về nhà thôi. Đợt đấy là lúc mà lần đầu tiên mà gặp bố vợ thì nó rất là bình thường nhỉ. Nó rất là tự nhiên, lúc đấy là thực ra không nói chuyện nhiều với bố vợ, thì là đến nhà thăm Phương thôi, ngồi ăn cơm này, không nói chuyện nhiều với bố vợ, bố vợ chỉ hỏi vài câu thôi. Bởi vì CJ có cái chất tức là rất là tự nhiên. Dạ. Bố Phương rất là ưng bởi vì anh này hỏi câu nào thì trả lời gãy gọn, rõ ràng câu đấy. Ví dụ bố sẽ hỏi là thế anh có yêu thương con gái tôi thật lòng không? Yêu chứ, không yêu thì cưới làm gì? Có một đợt là... cái hôm mà hỏi cưới, ông bố chỉ hỏi một câu: thế em có đủ tiền nuôi con gái tôi không? Thế em có đủ tiền nuôi con gái tôi không? Rồi trả lời sao? Thì biết trả lời nào thì chả đủ à? Đáng nghĩa là nó không đủ à? Còn lâu mới chấp đấy. Còn lâu nó không đủ đúng không? Sau đó thì con hỏi là sẽ có đủ tiền nuôi cả bố không? Để mặt đáy mét. Lúc đấy mới toang. Bố cứ chạy. Nhưng mà cái phong tục á, lấy vợ của Nigeria đó, có giống ở Việt Nam không? Ôi, không hề luôn. Thí dụ sao? Nhưng mà ha, ở Nigeria, ok, ông muốn cưới con gái tôi hả? Được, 2 tuần quay lại sao? Ok, 2 tuần quay lại, sẽ có 1 lít, 3 con bò. Giống như thách cưới ngày xưa ở Việt Nam mình á. Rất nhiều đồ luôn. Nó sẽ ghi rất dài, có thể 10 trang luôn. Nó sẽ toàn đồ ăn này, đồ uống này, rồi bao nhiêu thứ này. Một số thứ trong đó nó sẽ là những thứ mà bố vợ sẽ dùng để kiểu lễ, để mà nó làm một vài lễ. Nhưng mà cũng có nhiều tiền hết. Ở Việt Nam thì lại có một cái, đi ăn cưới thì nếu mà mình đi ăn cưới của bạn thì mình phải mang phong bì đi đúng không? Đúng. Nigeria ha, không bao giờ có cái chuyện đấy. Mình phải tự mình tổ chức. Mình tổ chức hoành tráng rồi. Mà đám cưới của Nigeria nó hay có 1.000, 2.000, 3.000 người là chuyện bình thường. Tôi đãi cho cả làng hay gì vậy? Mình phải nấu ăn, nấu nướng cho tất cả một người. Mình chỉ có kiểu nhận quà. Ví dụ người ta mang quà đồ em bé chẳng hạn, thì người ta nhưng mà không bao giờ người ta mang tiền đi. Kiểu phong bì các kiểu của Việt Nam. No, never. Tại còn có cái chuyện nếu mà có người á mà lỡ mà không được ăn, đời người ta sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Tất kỳ vậy. Kể cả mình đang là trò, mình đang bận trên sân khấu nha, mình không hề biết gì mình, mà nếu mà lỡ mà người ta đến muộn hoặc là người ta không được ăn là thôi. Cứ bảo khó quá nhỉ. Ôi, khó lắm đó. Việt Nam cưới là đúng rồi đó. Bố chỉ hỏi câu là có đủ tiền nuôi con gái được không là ok. Khó lắm mà. Ở Việt Nam á, làm cưới mình còn kiếm tiền đi. Mình còn kiếm tiền nó chứ. Ôi trời ơi. Chị rất là thích phần ở Việt Nam. Và cái thời gian mà chị có thể nhớ nhất, mà gần gũi nhất là thời gian ở Nigeria. Dù là nghe nó rất là kỳ, có nhiều cái rất là khó hiểu, tuy nhiên mọi người luôn luôn cười, mọi người luôn luôn vui vẻ với nhau. Cái chuyện ly hôn ấy nó rất là ít ở Nigeria luôn. Ủa, tại sao?
kỵ bởi vì gia đình đã cưới theo cái đạo của mình á, đã cưới là cưới cho đến khi chết. Nếu mà một trong hai người không chết thì hai người không được bỏ nhau và là một chồng một vợ. Hay nhỉ. Cho nên là một người luôn luôn có cái sự đã là gia đình, nhiều khi nó không hạnh phúc thật nhưng mà họ sẽ luôn luôn chịu đựng là một, nhưng mà họ sẽ luôn luôn tìm đường thoát để mọi thứ nó có thể tìm giải pháp. Tức là sẽ không bỏ đi mà là sẽ sửa chữa. Chỉ cứ khó khi cưới cái danh sách dài quá thôi và đã nhiều người quá thôi. Còn khi đã cưới được rồi thì là ở nhau suốt cuộc đời. Đúng rồi. Cái tính cách của bạn là mở rồi, bạn đi chu du khắp thế giới, bạn học những kiến thức từ khắp nơi, bạn cũng hiểu được là mình ở đâu, mình là ai, mình muốn gì, cuộc sống mình không cần thiết có những lời bình luận. Nhưng khi đến với một cộng đồng mà bạn phải gọi là chia sẻ một phần cuộc sống riêng tư của mình cho cái cộng đồng đó, thì bạn có cảm thấy khó khăn không? Lúc mà mới sang bên Mỹ sống thì nếu mà gặp một gia đình nào đó đang đi với một em bé, ví dụ ở Việt Nam, dạ, mình mà gặp một đứa bé mà nó rất là đáng yêu, mình nói ôi chung vía bé đáng yêu quá ha, mình muốn bé hoặc là mình muốn gần gũi một chút xíu, nhưng mà ở bên Mỹ thì người ta sẽ nói biến thái, đó là một điều rất là kỳ. Nếu mà không biết gia đình ở đâu, mình không quen gia đình đó, yeah, mình lại tự nhiên muốn nói chuyện với con người ta thì người ta sẽ nhìn mình kiểu ánh mắt anh này biến thái vậy đấy, kiểu đấy, thì cũng phải mất một thời gian để quen với điều đó. Còn sang Việt Nam thì một loạt điều để nói, nhưng mà thôi chắc là mọi người cứ hỏi, mọi người muốn biết gì thì mình sẽ trả lời đó. Thôi để đấy, bữa em coi mấy cái video clip của CJ thì em thấy Phương đóng góp một vai trò rất quan trọng, đó là làm nền. Bà im lặng từ đầu đến cuối, bà đi cạnh thôi, bà đi mua rau, bà đi kế bên, bà bẩm con, không có gì nói với ông này, ông nói hết trơn rồi. Khi mà Phương quan sát những cái bình luận đi, có bao giờ người ta bình luận là mình khó chịu không? Thì một khi đã xác định là lên trên YouTube với chồng trước, tức là gọi là làm dâu thiên hạ. Thật ra cái tính Phương trước đây nó cũng đã thế rồi, mình không quan tâm người khác nghĩ gì cho lắm, mình cứ sống theo những cái gì mình muốn thôi. Thế cho nên là cái việc yêu một anh da đen đối với mình là một chuyện hết sức bình thường. Thế là khi ra đường rất nhiều người nhìn, và thậm chí nhiều người khiếm nhã, tức là người ta nhìn thấy mình đi với một anh da đen, người ta không ngại bình luận một cách rất khiếm nhã. Bạn có nhớ được những cái lời bình luận khiến mình tổn thương không? Có bị tổn thương bao giờ đâu. Đấy chứ là vấn đề. Mình thấy họ nói, tức là họ thì họ có ý là muốn, đôi khi là muốn nói để cho mình tổn thương. Nhưng mà mình thì mình lại suy nghĩ là, không, họ nói cũng đúng mà. Ví dụ bảo là, con này chắc khỏe lắm mới đi với anh này. Hoặc là comment trên YouTube ấy, chị này chắc sâu sắc, quan hệ rộng lắm. Đúng không? Mà họ nói thì cái tâm địa của họ là họ muốn gây cho mình cái sự khó chịu. Nhưng mà mới đầu khi mà đọc thì mình cũng nhăn nhó, mình cũng bảo là, tức là mình không tổn thương nhưng mình thấy là sao lại bất lịch sự thế. Không còn cái gì khác để nói sao, chồng mình thì cực kỳ cáu giận. Nhưng mà mình nghĩ một lúc bảo, nhưng mà họ nói cũng đúng, không có gì sai cả. Tính của mình là một người đàn ông luôn luôn muốn bảo vệ tổ ấm của mình. Không phải là không vừa ý của mình, bởi vì có nhiều người có thể bình luận không sao, không vừa ý của mình, nhưng mà nó quá là tục, quá là tệ. DJ không thể nghĩ ra là một con người có thể có suy nghĩ kiểu thế. Thứ nhất là có cái suy nghĩ đấy. Dạ. Thứ hai là dám nói luôn. Thứ ba là lại còn dám nói trước mặt mình, tức là comment luôn á. Thế là mình nhiều khi mình rất là bực bội, mình rất là bực xúc. Mình đã làm YouTube cũng 3 năm rồi, mình đã đọc rất là nhiều comment, mà bị cái là trên kênh của mình á, có rất là nhiều từ, gần 200 từ mà mình có chặn. Tức là mình nếu mà có người comment về cái từ đó thì nó sẽ vào phần filter. Không hẳn là block nha. Vậy nó sẽ không hiện lên. Nhưng mà nó sẽ vào phần filter. CJ hay vào cái hoàn cảnh là CJ sẽ phải đọc để xem là nó có phải comment ok không. Nếu mà ok thì duyệt, nếu mà không ok thì xóa. Nhưng mà mình đã lỡ đọc rồi. Yeah. Và mình cảm thấy rất là tổn thương. Ban đầu rất lo cho vợ, không cho vợ đọc comment. Yeah. Đến cả sáng nay CJ vẫn phải duyệt một vài comment. Yeah. Mà vợ mình vừa ngủ cạnh mình thì mình đọc mà mình rất là bực chồng người. Dù là mình đã làm YouTube nhiều năm rồi. Bởi bây giờ mình không phải là một mình nữa rồi. Bây giờ mình có gia đình, bây giờ mình là một người bố. Và mình rất là lo lắng, mình còn đọc, thậm chí mình còn đọc comment về đứa con gái của mình mới 8 tháng tuổi thôi. Mà có người có thể nói một cái comment rất là khiếm nhã, rất là đến trẻ con của em, đến cả trẻ con em bé chưa biết gì. Thật ra là CJ sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng. Ví dụ như ra đường mà có ai đó cà khịa hoặc là có ai đó nói động chạm gì đó đến vợ là ngay lập tức sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ, ví dụ đang lái xe vòng xe lại, xuống xe và sau đó đứng tận mặt người ta. Anh vừa nói cái gì đấy? Tức là CJ không cần phải vận dụng bất cứ một cái nội lực nào, chỉ cần đứng trước mặt người ta, nhìn thẳng mắt người ta và nói anh vừa nói cái gì đấy, là người ta phải quay ra xin lỗi vợ ngay lập tức. Tuyệt vời.
Trở lại với cái việc mà YouTube của anh chàng này rất là hot đó. Dạ. Cách nào vậy CJ? Mới có 3 năm thôi đúng không? Cái điều đó nó có nằm trong cái chiến lược của CJ hay không? Thực ra là cái kênh YouTube của em, lúc đầu em bắt đầu làm cái kênh YouTube của em không mở kênh YouTube với mục đích là em muốn kiếm tiền hay là em muốn nổi tiếng. Lý do vì sao em mở YouTube là bởi vì đợt đấy là em hay đi tập. Bởi vì mình rất là đi làm rất là nhiều á, cho nên là mình chỉ có khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tập trong phòng tập gym thôi. Mà mình hay có rất là nhiều bạn đến và nói chuyện với em là ôi, tại sao bạn lại tập mà body được đẹp thế này, làm thế nào để tập mà mình phải mất rất là nhiều thời gian để mà giải thích. Thôi mà thôi, thế này đi, tôi sẽ về nhà làm một cái video nào đó, tôi sẽ đăng lên đâu cho các bạn về đều mà coi. Mình làm cái video đó xong thì mình tìm chỗ nào để đăng để mọi người có thể xem được, thì mình biết đến YouTube. Xong mình đăng lên YouTube, ok, mọi người vào đấy để xem. Cuối cùng em đăng khoảng 4 đến 5 video về tập gym. Lúc đấy là đang nổi cái bài Despacito. Đúng rồi. Nhưng mà mình đi làm xong buổi trưa mình về nhà, mình cứ cái bài hát đấy nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của mình, nhưng mà mình không biết lời. Thì cứ Despacito, Despacito. Thì mình có ý tưởng, tại sao không quay về một ông bố già là người da đen, thích nghe nhạc Việt, nhưng mà vẫn thích làm dân chơi. Thế là mình làm một cái video về một ông bố vừa đang nghe nhạc Việt xong chuyển sang nghe Despacito. Mình mà không biết lời, nhưng mà đeo kính này gangster gangster. Xong con xuất hiện và bố lại bỏ cái kính ra, giả vờ như là mình đang nghe bài tiếng Việt. Thế là mình chỉ làm video rất là ngắn, chưa đến 2 phút. Cái video tập của mình trước đây nó chỉ có khoảng 55 view, 2 view, 100 view. Thế là cái video để trong 2 tuần được 200 view, 200.000 view luôn. Mình bị sốc luôn. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nổi tiếng rồi. Lúc đấy là mình mất cả một ngày trời trả lời comment, mấy cả tay quên mà cơm ăn luôn. Mình lúc đấy là mình chưa biết thế nào là quản lý kênh, bởi vì mình không, nó rất là đột ngột. Xong dần dần mình mới bắt đầu, ok thôi, làm YouTube đi, làm những cái này cho nó vui. Lúc mà em làm cái video đầu tiên mà em bảo thì em nhận ra là có lẽ là nhiều người Việt Nam rất muốn được khám phá cuộc sống của một người da đen. Đợt mà em mới sang Việt Nam, đấy là 2 tuần sau thì em đi Big C đi mua đồ. Thì có một ba mẹ để con sang chỗ em để gặp em để xem em là người như thế nào. Thế là bé đấy sang lấy tay em, xong lấy cái áo, muốn xóa đi cái màu đi, lấy cái áo xóa đi, xong nhìn mặt mình, nhìn tay, xong chạy luôn. Chạy luôn. Có mẹ ơi. Tôi bảo ôi, tại sao lại vậy? Mình là một người giáo viên nữa, thì học sinh rất là hay hỏi tại sao thầy lại đen đó. Hoặc là học sinh sẽ nói là chắc là thầy đen bởi vì thầy đi ngoài trời nhiều quá. Mẹ con bảo là thầy ra đen bởi vì là thầy đi thằng gái nhiều quá nên là thầy bị đen đi. Thế là mình cảm giác như là rất nhiều người Việt Nam chưa hề hiểu sâu về người da đen, cho nên là mình nói là ok, mình sẽ tiếp tục quay về bản thân mình để người Việt Nam có thể khám phá xem là người da đen họ sống như thế nào, có giống với mình không, cái văn hóa của người Việt Nam nó có khác gì với Việt Nam không. Em cũng làm một video là những điều mà CJ thích nhất ở Việt Nam, những điều mà CJ ghét nhất ở Việt Nam, và dần dần như thế thì mình cũng trở thành một con rể Việt Nam, mình cũng trở thành một bố của người con Việt Nam. Đúng rồi. Tôi nghĩ là đó là duyên. Không phải duyên đâu, CJ đang đi đúng đường đấy. Dạ. Bởi vì ngay cả Quyền Linh khi mà gặp CJ á, Linh rất muốn hỏi rất nhiều thứ về CJ. CJ sẽ về đất nước CJ đó, đưa Thu Phương về đó, rồi chúng ta sẽ giới thiệu một số cái bản sắc, một số cái ẩm thực, một số là văn hóa, là âm nhạc hay những cái màu sắc tím vàng xanh đỏ. Thì Linh nghĩ rằng YouTube của CJ đã đạt con số 1 triệu rất là nhanh. Chính xác. Lúc mà CJ vừa mới bắt đầu làm YouTube thì những người mà chia sẻ những cái video của CJ thì hay viết rằng là anh da đen, anh cái gì đó ở Việt Nam. Thì CJ đứng ra nói rằng là thì bạn sẽ nghĩ sao nếu mà mình nói rằng là anh da vàng, hay là anh da vàng. Mình không muốn bất cứ ai gọi mình là anh da đen nên là mình tập trung vào cái tên CJ. Ai muốn gọi mình làm bất cứ video gì cũng phải gọi mình là CJ chứ không phải là anh da đen. Thế là dần dần người ta cũng bắt đầu kiểu gặp mình ở ngoài. Trước đây khách đây khoảng 2 năm, nếu mà có người gặp mình thì sẽ nói anh da đen. Nhưng mà bây giờ rất là lâu rồi mình chưa bao giờ nghe cái từ người ta gọi mình là anh da đen. Người ta nhìn mình và người ta gọi mình là CJ, và mình nghĩ là mình đã thành công. Đây là một cái cặp đôi rất là thú vị. Dạ. Anh đã gặp cặp đôi này 2 lần rồi, nhưng anh muốn gặp nữa.
Bởi vì cái sự thú vị của CJ cùng với Thu Phương, một cái sự tự nhiên rất là thoải mái, và cứ tiếp xúc những con người thế này chúng ta cảm giác có năng lượng. Vì chính vì thế YouTube của anh ấy, khi chúng ta vào xem chúng cảm giác có năng lượng. Yeah. Trong cuộc sống nếu ai lan tỏa năng lượng, ai đem đến năng lượng cho nhiều người thì chắc chắn nơi đó sẽ hội tụ năng lượng. Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái cuộc nói chuyện rất là vui cùng với CJ, một chàng rể Việt, cùng với Thu Phương, một cô gái cũng rất là phóng khoáng. Vậy lời cuối, gia đình của CJ muốn gửi đến cho khán giả ở Việt Nam là gì nào? Thế là em rất là cảm ơn tất cả mọi người Việt Nam đã nhận em như một con người Việt Nam. Và hiện tại em đang là rể Việt Nam rồi, nên là em cũng coi bản thân em là người Việt Nam rồi. Nhưng mà em rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đã theo dõi kênh YouTube của em. Và nhân dịp thì em xin phép quảng cáo luôn kênh YouTube của em. Mọi người đăng ký nhé. Và mong là mình sẽ cùng nhau trải nghiệm Việt Nam nhiều hơn, và mình sẽ cùng nhau vui mãi hạnh phúc sống với nhau lâu đời. Đã lập rap các cấp chương trình luôn. CJ vừa viết một cái lời bài mà CJ chưa hát đâu. Bài đó là CJ đang viết và đang làm cho nó hoàn hảo một chút xíu nữa, và nó liên quan đến cái câu chuyện tôi đẹp trai. Ok. Ok, và CJ sẽ hát một đoạn thôi. Nó có tiếng Anh nhá, nó vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nhé. Ừ, được. Ok. Gia đình thì làm sao, they keep singing in black. Một vẻ đẹp trai quá hoàn hảo, không hề lẫn được với ai. You can never be me no matter how you try. Chúa sinh ra, anh không hề có người thứ hai. I got no role models, I'll have a sexy models. Single or taken, who cares, I'm house in the building. Don't like me, then cool. I'm giving up about you. I'm trying to be cool, but I don't live my life to impress you. Bao nhiêu gái đẹp, gái xinh, gái lung linh và gái trung tình. Anh còn chưa kịp thả thính mà các em đã kịp zoom in. Các bạn đang nghe hay chưa? Câu chuyện về em gái mưa, tình yêu chẳng bao giờ thiếu, còn em gái mưa thì nhiều. Trời ơi, ông hát mỏng gan quá, ông rón rén nhìn qua coi vợ có cầm búa, cầm dép gì không. Thật ra vợ cũng là người đóng góp trong phần lyric đấy của CJ. Dễ thương, rất là dễ thương luôn á. Chắc chắn rằng sau cuộc trò chuyện hôm nay, kênh YouTube của CJ sẽ tăng đáng kể ha. Hy vọng thế. Mọi người rất là yêu quý một cái sự gần gũi, thân thiện của CJ, đặc biệt là một sự nhẹ nhàng của Thu Phương. Chúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, luôn luôn đem đến những cái nụ cười này. Cảm ơn CJ, Thu Phương rất là nhiều cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và chắc chắn lần sau gặp lại. Cảm ơn lần nữa, cảm ơn Lê Hồ Trinh rất nhiều, cô gái ngồi cạnh tôi rất là đẹp. Và quý vị đừng quên chương trình Giải Mã Kỳ Tài được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Còn bây giờ thì Hà Trinh và anh Quyền Linh cũng như đôi vợ chồng CJ, Thu Phương xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Đừng quên theo dõi MCV Media nhé. Xin chào.